đây đây đây, cháu bảo đây, bác cứ đọc cái này hay lắm. Đây là của Trương Văn Dũng, quên rồi, của Trương Văn Dũng là bò bò á. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù họ nói rằng họ đến đây để đòi quyền bạch hóa, nhưng mà khi được hỏi những người đến ngày hôm nay thì họ đều nói rằng họ đến đây vì đất đai, vì quyền nào quyền kia, thì thực sự tôi không hiểu là mục đích chính của họ đến đây ngày hôm nay để làm cái gì. Thưa quý vị và các bạn, thực chất thì những người đến đây ngày hôm nay thì họ hoàn toàn không liên quan gì đến cái hội tôi muốn biết này cả. Mục đích chính của họ đến đây là để đòi cái gì gì đấy thì mọi người cũng đã rõ. Họ thể hiện quyền lợi của họ nhưng không có nghĩa rằng là họ liên quan gì đến cả những cái bè phản động của Nguyễn Tường Thụy hay là Nguyễn Lân Thắng và một số đối tượng khác tụ tập ở đây, họ không nhằm mục đích đó. Tất cả các bạn có thể nhìn thấy rõ, chúng tôi vừa phỏng vấn họ, họ có thể khẳng định luôn là họ không liên quan gì đến cái kẻ tụ tập gây rối muốn biết về sự kiện Thành Đô cả. Thế chứng tỏ hội bầu ý tương quan thì người kiếm danh yêu nước thôi. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là những người đứng tên của cái phong trào tôi muốn biết này là Phạm Thanh Nghiên và cô Nguyễn Thị Phương Nguyên, mặc dù vậy nhưng mà buổi ngày hôm nay thì theo như họ là đưa bản kiến nghị này tới ban dân vận nhưng họ đã không có mặt, thay vào đấy là họ những cử những người những bà được gọi là dân oan đi, mà trong khi những bà dân oan này thì vừa chứng nhận rằng họ không hề liên quan gì đến cái hội tôi muốn biết cả, có nghĩa rằng là họ đã có một sự kiếm danh hoặc là một sự đánh cháo khái niệm